làm nồi sâu. Test cho anh em xem. Hết vị nha. Làm là hết đung đầu nhẹ xe cho anh em luôn. Chở đi anh. Đây thêm chiếc nữa. Gắn cái lọc gió đó, cái nồi đó vô cái xe đó đi. Nồi zin nó dặn không được gì đâu mọi người. Mọi người không tin thì cứ lấy xe zin dặn thử này, nó yếu lắm. Làm nồi rồi nó mới nhẹ xe được nhỉ. Hãng nó giới hạn lại nó không cho mình chạy đâu. Bố anh. Bao lẹ luôn. Nhóm mẹ lên liền à. Yêu cầu liên hệ mình ha. Lâu lắm. Nhiều lắm. Đây thì một chiếc canh đời. Đây là phụ đôi 300 mi. Đó chống, đó chống mới đời được. Cái S này đang gỡ làm 135. Hai giá đầu lòi luôn. Tăng tỷ số nén. Rồi, giờ anh em xem cái clip ha. Thêm chiếc Satria lại nữa. Bị ráp cái nồi, ráp 300 mới làm xong. Xe này lên phun nồi. Chuông cái quạt nè. Xe này hai lọc gió canh nồi. Lọc gió canh là đó thôi. Cái lọc gió zin nó bằng giấy nó không có đủ gió chạy luôn. Anh em thấy không? Bụi luôn. Bây giờ mình tiến hành mình ráp thôi. Xong rồi test cho anh em xem sự khác biệt trước khi và sau khi làm nồi nha. Em đang làm 135 rớt đầu lòng. Đây nồi hai con giá. Giờ em test cái nồi SH300. Làm nồi cho nên trước khi làm nồi vượt qua được. Nên tới đây là nó đờ nó đứng rồi. Còn cái zin này dặn lên khoảng 155, 150 rồi. Nhưng mình làm xong rồi nó dặn lên được 108. Anh em thấy không? Tới đây là đứng rồi. Để mình làm xong rồi quay clip cho anh em coi trực tiếp. Anh em thấy sự khác biệt giữa làm nồi trước và sau khi làm nồi.